Lúc ấy cô ấy nói với em, vợ em nói với em là ly hôn chồng cũ, vừa mừng vừa vui nhưng cũng vừa buồn, là thương nữa mà em còn yêu hơn. Mất một xoan mà mất ai không tiếc. Rồi sao nè? Cô đã ly hôn rồi thì mình có thể có cơ hội đến với cô ấy. Và buồn. Trời ơi, chị em mà có gọi điện trước đi mặc đồ chung với nhau vậy hả? Đây là xôi nếp cẩm ạ. Đây có một chút nếp cẩm nè, với lại xôi đậu xanh. Xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ vâng, em xin chào anh Đức Thuận, em xin chào chị Hồng Vân. Em thì tên là Lê Tuấn Quỳnh, hôm nay em 33 tuổi. Hiện tại công việc của em là em đang làm tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Hồng Minh, Bạc Mai. Sao trẻ mà giỏi thế em? Dạ. Năm nay là mình 30... Em 33 tuổi ạ. Tên là Quỳnh. Hồng Minh. Hồng Minh là cái tên Hồng công ty. Đây Hồng Minh này em. Rồi, chùm quế ở đây ạ. Đây, chùm quế. Rồi, nhân đây mời Hồng Minh giới thiệu luôn đi. Dạ. Em chào anh Thuận, em chào chị Hồng Vân, một idol của em. Em đến với chương trình này là... Đúng hơn đó là em muốn gặp được idol của em. Đó, thần giao cách cảm đây nè, em thấy chưa? Dạ. Em tên là Minh Hồng, hiện tại thì em 33 tuổi và em đang là giám đốc của hai nhà máy sản xuất về mỹ phẩm và thực phẩm chức năng ở ngoài Bắc. Bay vào đây để quay cái chương trình này thôi. Dạ. Sau đó là mình sẽ trở ra ngoài kia. Dạ vâng ạ. Em ơi, ôi, yêu thế. Bây giờ lần đầu các bạn gặp nhau. Đang muốn quay ngược thời gian lại. Các bạn hãy kể cho chương trình nghe coi lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào. Chị là cái lần đầu tiên mà để nói mà vợ chồng gặp nhau ấy thì là nó phải là cách đây 28 năm rồi. Trời ơi, dữ gì hả? Vợ chồng em là lớn lên và học cùng nhau suốt cái quãng thời gian, kể qua cái tuổi thơ đẹp nhất là từ mẫu giáo lớp 5 đến hết cấp 3 luôn. Thích vợ em từ hồi năm lớp 7. Thích từ năm lớp 7 luôn. Và từ năm lớp 7 đến hết cấp 3, trong cái quá trình đi học ấy thì em lại chính là người đưa đón vợ em đi học bằng cái chiếc xe đạp ngày xưa. Hay quá, chuyện tình này hay nha. Xa rồi còn đâu. Dễ thương quá vậy ta. À, nhưng mà đến khi nào cái tỏ tình của tuổi học sinh mà nhất là cấp 2 đó, nó đáng yêu lắm. Yêu thầm đúng không? Có nghĩa là em xác định hôm nay em sẽ tỏ tình với vợ em. Thì ngày hôm trước em đã phải ở nhà, em đã phải tập như kiểu lên một kịch bản sẵn rồi ấy. Có nghĩa là đến lúc đấy mình sẽ phải là nói như này này này, nói xong là cầm tay như này này, cầm tay xong là phải ôm như nào này, nó phải theo đúng một quy trình. Đến cái buổi tối hôm đấy đi tỏ tình thì em lại quên hết luôn. Nói đó. Mà cái thời đấy là bọn em còn trẻ con ấy, toàn nói chuyện là xưng hô mày tao với nhau thôi. Nói em nói là Hồng ơi tao thích mày thôi, em nhảy về em ôm luôn. Nói mỗi câu ấy thôi. Và Hồng phản ứng thì sao? Không, nói vợ em chưa phản ứng. Nhưng mà hình như lúc đó là vợ em cũng thích cái rào ấy, để im cho em ôm mà. Để nguyên cho em ôm này. Hồng còn nhớ không? Dạ có. Thời gian đầu ấy thì em thấy một điều đó là không hiểu là cái thằng này nó có cái gì. Ở lớp 20 đứa con gái thì đến 18 đứa nó thích nó. Chỉ có một đứa không thích, đấy là cái đứa đấy nó có người yêu rồi thôi. Em bảo là em gần nhà nó, em lớn lên với nó từ bé. Nó thì ít nói. Sau đó là bạn bè em có nói rằng là tao thấy hình như là nó thích mày á. Thì em có nói rằng là tao thấy nó chả có cái vị gì cả. Thế xong là đến lúc thì em thấy là có viết thư cho em. Viết thư bằng những cái quyển sổ, sau đó là gửi đi trao lại á. Xong trong đấy lại rất là nhiều bài thơ. Không hiểu ngày xưa copy thơ ở đâu á. Rất nhiều bài thơ cứ gửi đi gửi lại. Xong một thời gian em thấy nó phiền quá, nó chán. Thế là em cũng không viết lại nữa. Thì có một cái buổi tối hôm đấy thì rủ em đi chơi. Thế sau đó tự nhiên thì đấy nói là Hồng ơi tao thích mày. Em vẫn đầu em vẫn chưa loát được đó là cái gì. Em vẫn đang kiểu ngơ ấy. Xong vô luôn đấy, nhảy bổ vào ôm em như kiểu là chị cảm tưởng như là cái ở người dân quê người ta đi vồ gà ấy. Xong vồ đúng như thế luôn. Ông ấy vồ mà tay ghì vào trong mũi em cũng không thở được luôn. Có kiểu tưởng ngạt thở rồi. Đấy không phải là em không phản ứng gì vì chặt quá thì cũng không nói được, không thở được. Là bất chợt nữa. À không phải lúc đấy là không dễ ra được đúng không? Nếu mà để ôm đúng không? Kiểu như vậy. Siết luôn, siết chặt luôn luôn. Đúng rồi ạ. Thế sau đó là cầm cúi xuống vì em thấp. Em thấp hơn rất nhiều, anh cao 1m82, em có 1m6 rồi. Cúi xuống, kéo cằm em lên, định hôn em. Thế thì lúc đấy kiểu, không phải là lúc đấy là đẩy ra. Nếu như anh để cho em thở được một tí thì chắc là cũng đáp lại. Nhưng mà thì cái lúc ấy kéo lên cái thì lúc em thở gấp quá là em không thở được nên em mới đẩy ra thôi. Đẩy ra để thở cho một chết. Là một cái phản ứng, một cái phản xạ tự nhiên thôi, đúng không? Đúng ạ. Để mất thở mà. Đúng rồi. Nhưng mà sau đó là về là không có nói tiếng nào luôn đúng không?
Sau đấy thì trên suốt đoạn đường đi khoảng tầm 5 km thì em cũng không nói gì cả. Quen tới khi nào? Học xong cấp 3, xong là vợ em đi học đại học. Cái thời đấy là thứ nhất là cũng do em mải chơi nữa, nên là cũng không còn quan tâm đến cái tình cảm đấy, nên là cũng không tạo dựng nên được cái mối quan hệ thân thiết hơn một chút nữa. Đến năm lớp 12 thì em cũng có cái thú vui riêng, anh ấy cũng có những cái vui riêng. Và lúc đấy thì anh ấy cũng đang hút được rất nhiều cô gái thích anh đấy. Thế nhưng mà cái mà để bọn em xa cách nhau nhất ấy, đấy là khi học xong cấp 3 thì em đi học đại học. Thì đúng thật ra là trong suốt cái thời gian thích nhau đó thì nói thật là em đã nghĩ là ông này yếu sinh lý á, bởi vì là trong suốt cái quãng thời gian đưa em đi chơi, đón em về rồi rất nhiều, nhưng mà nó chỉ giới hạn ở cái việc đó là cầm tay nhau thôi. Và cũng không có thêm từ yêu, thêm từ thích. Thế xong khi em đi học đại học thì thôi thì để thằng khác nó hốt mất. Học xong đại học thì em có lập gia đình. Năm thứ 3 đại học thì bọn em đã có quay lại với nhau được một lần. Thì cái lúc em quay lại thì lúc ấy anh cũng đang yêu một người khác. Nhưng luôn liên tục là anh dành cho em cái sự ưu tiên. Bởi vì chỉ cần em về quê, em nhắn tin, em gọi điện thì ngay lập tức anh có thể bỏ qua các mối quan hệ khác để anh đưa em đi chơi. Suốt cái thời gian đấy thì người em yêu nhất vẫn là anh đấy. Thế nhưng em muốn tiến đến một cái xa hơn thì em có nói nếu như bây giờ mình yêu nhau và cưới, anh có cưới không? Thì chồng em nói câu là có, sợ gì mà không cưới. Nhưng mà sau đó 2 tháng sau thì em lại thấy khi em đi đại học thì lại thấy nó không có cái gì cả. Không chủ động lên tìm em, cũng không nhắn tin, không gọi điện, không, nói chung là không cuồng nhiệt ấy ạ. Thì em lại cũng như ngày xưa, em cũng coi nó như kiểu là một trò đùa thôi. Em quyết định em đi lấy chồng. Nha, bọn em lỡ nhau từ đấy. Thế mà lúc ấy là sao thế Quỳnh, em vẫn còn thích chơi à? Dạ vâng, thì thật ra lúc đấy là em vẫn còn rất là ham chơi và em không có cái trong đầu em không có cái suy nghĩ là mình yêu đương gì cả. Là mình sẽ dừng lại để lập gia đình đúng không? Tại vì lúc ấy em còn nghĩ là trẻ trung mà đúng dạ, không? Vâng. Được bao nhiêu lâu thì em lại gặp lại Quỳnh? Thì khi em lấy chồng được 6 năm, em có 2 cháu, 2 vợ chồng em đi hôn. Thì cái hôn nhân của em nó không được hạnh phúc. Khi đi hôn thì em chuyển 2 cháu về thủ đô Hà Nội ở. Và lúc đấy thì em có thời gian, vợ chồng em là quê Hưng Yên, nên có thời gian về quê ngoại nhiều hơn. Thế khi em về quê lại thì em gặp lại. Thế em nói chị cái cảm giác mà sau khi em nghe tin Hồng đi lấy chồng thì em như thế nào? Em thấy là lúc đấy cảm giác em là buồn lắm. Em buồn thôi, em về em đi mua một chai rượu. Em mới lên tầng, lên trên sân thượng tầng nhà em mới em ngồi. Tại sao mình không dám đối diện với cái điểm yếu của mình, thể hiện cô ấy. Nhảy lầu luôn. Ôi, thế là buồn rười rượi rã rời ấy mà. Buồn mà buồn trống không, nó buồn mà chỉ trống tất cho em. Nghe tin em đi hôn rồi. Đấy, thì lúc ấy em sao phấn khởi thế nào? Đó. Thì lúc mà thực ra lúc ấy cô ấy nói với em, vợ em nói với em là ni hôn chồng cũ, vừa mừng vừa vui nhưng cũng vừa buồn, là thương nữa mà em còn yêu hơn. Yêu mất luôn mà luôn. Mất một hột xoàn mà mất ai không tiếc. Rồi sao nè? Tôi đã ly hôn rồi thì mình có thể có cơ hội đến với cô ấy. Đã buồn. Thương á, thương em á. Rất tình cảm. Thương em á, tại Quỳnh thương em là tại vì tự nhiên bị lỡ làng một lần á. Cái tâm trạng lúc đó nó phức tạp lắm á. Nhẹ cái vui của em thì là như thế, nhưng mà cái nỗi buồn của em là em thấy thương cô ấy. Em đã bỏ mất cô ấy và để cô ấy đi lấy một người khác và cô ấy đã không hạnh phúc. Và điều thứ hai là em thương 2 đứa con của cô ấy nữa. Lúc đó em nhìn vợ em với cả 2 đứa nhỏ mới di chuyển từ Hà Nội về Hưng Yên, không có nhà ở đâu. Nhà mẹ của mẹ đẻ của Hồng thì Hồng không về vì sợ hàng xóm dị nghị các thứ ấy. Thì là ở nhà nghỉ thì lúc đó em cũng đi làm ở gần đấy thôi. Đi làm thì em cứ hàng ngày em đi làm xong về thì em lại mua đồ ăn các thứ. Xong là lúc này em có thời gian rảnh thì em lại đưa Hồng với cả 2 đứa nhỏ và cả bà đi chơi quanh quẩn ở đấy. Cái khoảng thời gian đó nó khoảng được gần 2 tháng. Em về tới 2 tháng luôn. Lúc đó công việc thì sao? Bắt đầu em mở doanh nghiệp thì nó cũng có rất nhiều những cái trục trặc. Em chưa mua nhà Hà Nội. Và em có một cái ý định đó là về lương nhờ vào bà ngoại. Thế nhưng mà khi em về thì kiểu như cái việc phụ nữ ly hôn á,
Sau đó là không hạnh phúc ấy, em thấy nó một cái điều rất là xấu hổ. Bởi vì trước khi em lấy người chồng đấy thì gia đình em đã không đồng ý rồi, nhưng em vẫn cố tình em lấy. Thì chồng em bây giờ có nói với em rằng là nếu như em cần, em về thẳng nhà anh ở. Em bảo là trước cái nhất bây giờ anh cũng chưa có nhà riêng, vẫn còn có bố mẹ nữa, thì em thấy nó không hợp lý. Thì anh còn nói rằng tất cả mọi cái anh lo được, chỉ cần là em thích thôi. Thế nhưng mà em cũng lựa chọn là em ở khác, ở nhà nghỉ. Em nhìn nhận lại và em thấy được là em cũng đã bỏ lỡ đi những cái nó rất là tuyệt vời. Một người mà suốt thời gian đấy vẫn theo dõi em, vẫn quan tâm đến em. Thế rồi em nhìn thấy cái sự anh ấy chăm sóc mẹ con em. Đối với người phụ nữ mà đã từng đổ vỡ rồi, em quan tâm đến cái việc đó là anh ấy đối xử với con mình như thế nào. Em không quan trọng là anh ấy đối xử với em như thế nào. Thế thì em thấy được rằng anh ấy chăm chút cho con em. Lúc đấy thì lớn nhà em nó mới có 5 tuổi thôi. Con cún nhỏ thì nó mới gần 3 tuổi. Anh ấy có thể tắm cho các cháu, mua đồ ăn cho các cháu, đưa các cháu đi chơi. Có những cái hành động mà cái điều xúc động nhất đó là thằng lớn nhà em. Nó hỏi anh ấy rằng là bác ơi, bác đã có vợ chưa? Đấy thì em thấy anh ấy có nói rằng bác chưa. Nó hỏi bác ơi, bác có em nào chưa? Có nghĩa là nó hỏi như là em bé bằng giống nó không á. Mình hiểu. Đấy, thì chồng em cũng nói rằng bác chưa. Nó là chứ thế sao bác không làm bố con luôn đi. Đấy là sau gần 2 tháng anh ấy ở với hai đứa. Thế là lúc đấy thì em đứng ở bên ngoài cửa, em không vào. Thế nhưng mà tự dưng kiểu cái nước mắt em nó rơi á. Nước mắt em nó rơi vì là trẻ con thì nó không biết nói dối. Thì em thấy được rằng là cái tình cảm đấy với nó thì từ trước đây cái người bố trước của nó cũng chưa thể có được cái việc đấy. Thì em ấy bừng sáng ra và em nhìn nhận rằng là em có nên mở lòng mình không để tiếp nhận anh ấy hay không. Cái điều em nhận thấy đó là anh ấy thương con em. Em là người chủ động mở lòng hay là Quỳnh? Vẫn là anh đấy ạ. Tuyệt vời, Quỳnh. Đến cái lúc như thế, đến cái lúc đấy thì thẳng thắn với nhau lắm, nói chuyện cũng thẳng thắn với nhau. Từ trước đến giờ thì tình cảm của em dành cho vợ em vẫn không bao giờ thay đổi, dù có bất kể điều gì xảy ra, nó vẫn như thế thôi. Và em muốn được ở bên vợ em, chăm sóc cho vợ em và hai đứa. Thì đến lúc em bảo là em muốn được ở bên cạnh vợ em, chăm sóc cho vợ em và hai đứa. Thì em có nói thêm là nhưng mà hiện tại công việc của em thì nó vẫn đang lông bông các thứ chưa đâu vào đâu. Thì liệu em có thể đồng ý yêu thương một người, lấy một người như anh không? Anh hỏi gì thì Hồng nói thì sao? Đúng thật ra với lúc đấy thì em mở thêm doanh nghiệp thứ hai. Còn tiền với em thì lúc đó không quan trọng. Em hoàn toàn có thể tự chủ kinh tế được cho em và hai đứa nhỏ. Thế nên em nói rằng là em có lựa chọn anh thì nó cũng là phù hợp. Cái tính chi đại của em thì nó vẫn thế. Có nghĩa là phù hợp với cái việc nếu như bọn em lấy nhau, có con nữa thì cũng là con của hai đứa. Cái thứ hai là em không nặng về kinh tế lúc đó. Ok, rồi bây giờ mình tới cái vụ kia đi chị. Chắc ông tốt gì, chắc không có tật xấu gì đúng không? Không có đúng không? Không, ông không có được vẫy tay nghe chưa? Đó. Em chưa thấy cái tật xấu gì. Nhưng có một cái điều đó em áp lực. Em xuất hiện ở đâu thì em rất tự tin với cái phong cách của mình, và đặc biệt là với cái tài chính mình có. Thế nhưng mà khi tất cả những cái gì em làm đến phút cuối rồi, cứ ông này xuất hiện là em lu mờ luôn. Ủa tại sao? Người ta luôn nói rằng là không hiểu em dùng cái bùa ngải gì mà em lấy được một ông trai tân đẹp da như vậy, lại còn rất cực kỳ chiều vợ và tâm lý áp lực bởi một việc đi đâu người ta cũng nói em lái máy bay không à, mà em không hề lái máy bay. Đấy. Máy bay này là trung hãng nè, trung năm sản xuất nè, đúng không? Đúng rồi. Thậm chí nếu mà tính ra thì còn hơn em tận 10 tháng á. Thế nhưng mà em đi đâu em cũng bị nói một cái câu đó là đúng rồi. Xong em đi nước ngoài, em đi Thái các thứ thì toàn kêu là em thỉnh bùa ngải về không à? Để chơi ông này. Và liên tục hỏi em rằng là thế chồng kém mấy tuổi? Thế bây giờ hóa ra đẹp trai quá là cũng là xấu à? Anh xấu là như thế này, anh không tiếp thu. Nếu anh yêu em thì anh phải thấy được rằng là thì vợ sinh 3 đứa rồi đúng không? Nhìn vợ cứng hơn mình, già dặn hơn mình thì tự khắc phải thay đổi, tự khắc phải ăn mặc già đi chứ. Đó. Tức là bây giờ phải để ria này. Đấy, thế là vài năm nữa thì lại để râu này. Thôi. Đấy. Tật xấu này là do là ông đẹp trai quá. Mà không ý thức đi anh. Tôi lại là không ý thức. Ăn mặc tất cả mọi cái em yêu cầu đó là anh phải mặc già dặn đi. Quỳnh ơi. Em phải học qua một lớp miễn xuất. Vẽ râu, vẽ ria đồ, vẽ đường nhăn đồ. Rồi bây giờ tới Quỳnh đó. Không được nhìn qua bên kia. Thứ nhất là vợ em rất là xấu tính, bắt em và muốn em phải làm theo cái ý thích của cô ấy. Em mặc cái bộ quần áo này
là phải mặc đúng bộ quần áo này, lúc nào cũng phải mặc bộ quần áo này. Và nếu ví dụ mà mặc cái quần này với cái áo khác là cô ấy không thích, cô ấy bắt thay luôn. Thôi gia trưởng ha. Gia trưởng, gia trưởng, gia trưởng, gia trưởng mà. Ừ, gia trưởng. Và cái tật xấu thứ hai là cô ấy có thể bắt người khác đợi cả ngày được. Cô ấy mà đợi người khác chỉ cần 2 phút thôi là cô ấy đã bù lu bù ra luôn rồi. Hôm nào là vợ chồng được nghỉ ngơi thì em có thể em đưa cô ấy đi mua đồ quanh Hà Nội. Có thể cô vào mua từ sáng đến tối cũng được. Em cứ ở ngoài em đợi chè hà đá các thứ. Đến lượt em đi mua đồ ấy thì cô ấy chỉ cần đợi ở ngoài 2 phút thôi là đi. Anh ơi sao anh lâu thế? Anh nghĩ em còn nhiều việc lắm. Bất công. Không công bằng. Không có tính công bằng. Thứ hai là em ví dụ em mua đồ xong em đứng em thanh toán ấy, thì có cái bạn nhân viên nữ ấy. Thì có những em thanh toán chuyển khoản lâu quá vì tài khoản lỗi cô ấy đi hùng hùng vào. Cái tay thanh toán tiền khoản tên gái đây. Tiền đây, đập phịch ra cho đi. Không biết là thừa hay thiếu cái gì. Ghen ghen có ghen không? Có cái đấy ghen chứ gì nữa. Không, chắc bực bội thôi. Bực thôi không ghen. Không ghen đúng không? Không. Đối với hỏi luôn nè, có ghen không? Có ghen không? Tại vì vợ em đang có một ông chồng nó quá điển trai như vợ em thì được cái là không ghen. Nhưng mà nếu mà có cái cuộc thi ghen nào ấy tổ chức ra thì vợ em chắc chắn là đạt giải nhất. Đấy, giải nhất. Ghen. Sắp hết chương trình rồi thì anh không biết là hai vợ chồng có muốn có điều gì muốn gửi gắm đến cho đúng chương rồi. Trình hay là muốn gửi gắm đến cho người bạn đời của mình hay không? Còn anh muốn nói một điều với vợ, yêu thương vợ, các con và gia đình mình rất nhiều. Có thể bản thân anh có thể là có những cái thứ nó chưa được tốt lắm, nhưng anh hứa anh sẽ cố gắng để sẽ làm tốt hơn, rồi sẽ để mình có thể là cái điểm tựa vững chắc nhất của vợ con trong gia đình. Em không có điều gì muốn nói với chồng em cả. Thì ngồi đây thì như vậy, nhưng thực ra em hiểu anh ấy rất là yêu thương em. Nhưng em có một lời muốn gửi tới tất cả các chị em phụ nữ. Cái việc là mình có lỡ dở một lần hay hai lần hay ba lần nó cũng không hề xấu. Và cái quan trọng đó là mình dám mở lòng mình ra. Vẫn có những người người ta sẵn sàng yêu thương mình và yêu thương cả con của mình. Nếu như mà mình biết, mình hiểu và mình sống thật với con người của mình thì hạnh phúc nó vẫn sẽ mỉm cười với mình. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Rất là cảm ơn những chia sẻ của các em. Wow. Ngồi sâu vô con. Dạ vâng. Chào hai bạn. Em có nhận ra bạn này không? Có gặp nhận ra liền. Quá nổi tiếng luôn. Thì đó. Đây là gia đình Thủng Long. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Thì tên của con là Phan Tuyết Nga. Con thì sinh năm 93 thì hiện tại thì con và chồng con đều làm là sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội ạ. Và bình thường thì ở nhà thì con hay được gọi là Bom. Ở trên mạng cũng sẽ gọi là Bom. Hello Bếp Bom. Con ơi, con xin được gửi lời chào đến cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ, cùng với tất cả các khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Tên thật của con thì là Tụ Long ạ. Thần Tụ Long. Còn chứ không phải Tự Long hả? Dạ không ạ, không ạ. Tụ Long. Tụ đi ạ, nó tụ đi ạ. Nguyên một bầy rồng nó tụ lại. Nhưng mà con chưa nói mình bao nhiêu tuổi nè. Dạ con, cả hai vợ chồng con đều là sinh năm 1993. 93. Con tuổi năm nay là bọn con 30 tuổi. Rồi, thế bây giờ mình đang làm gì luôn nè? Dạ vâng, cả hai vợ chồng con thì đều đồng hành cùng với nhau trong rất là nhiều công việc khác nhau. Và thời điểm hiện tại thì bọn con đều đang là những nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Cái cơ duyên nào mà các bạn biết nhau? Có mình lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau? Dạ, bọn con thì ngày xưa là dân nhảy, họ đi nhảy với nhau từ hồi đại học ấy ạ. Ấn tượng của con với Long từ đầu là con không thích. Nói chung là ghét các cụ. Tại sao vậy? Vì là cái bọn con hai nhóm khác nhau và có cơ hội là được tham gia tập cùng nhau trong những cái dự án chung ấy ạ. Thì cái lúc đấy là bọn con tập xong thì con cũng khá là mệt. Vô tình con ngồi cạnh Long. Thì lúc mà con ngồi xuống con lỡ bị ngã nhẹ tát vào người Long. Thì Long đẩy con ra. Kiểu tránh ra. Kiểu vậy ạ. Thì lúc đấy con cảm thấy là ôi ông này sao mà bị vô duyên đấy. Là con không thích. Bây giờ phải hỏi Thủng Long, tại sao một người đẹp như thế ngã vô người mình, tại sao mình không hứng mà mình lại xô? Hồi đấy là con hoạt động khá là sôi nổi và cái tính tình của mình thì cũng hoạt bát và năng lượng. Thêm một cái khía cạnh nữa, hồi đấy mình cũng trẻ nên là mình cũng chưa nhận thức được tất cả những cái hành động của mình là
nó mang tính chất kiếm nhã hay không. Và lúc đấy vì là còn cái môi trường mà mình làm việc và hoạt động còn là rất nhiều bạn bè đồng trang lứa với mình nữa, cho nên là đối với con ở thời điểm đấy thì cái hành động mà con xô bạn ấy ra là một hành động con đang cố gắng trêu và đùa với bạn ấy thôi, để cố gắng tạo ấn tượng với một cách là với một cái ý là mình là một người thoải mái và thân thiện. Tức là con tạo nét nhưng mà lại bị nhầm đường ấy. Dạ vâng, bị vô duyên ạ. Vậy thì làm sao hai đứa sau đó là tiếp cận với nhau? Không hiểu lý do vì sao. Thực ra cái thời điểm đầu ấy ạ là Long khá là nhiều bạn nữ thích, mà lúc đấy thì con còn đang độc thân, mọi người cũng hay hỏi là con có người yêu chưa, có mà con chưa có. Thì không hiểu lý do vì sao cả nhóm cứ hay kiểu gán ghép ấy. Vâng. Nhưng mà đến một cái sự kiện khá là gọi là bất ngờ. Lúc đấy là con tập nhảy ở trên nhóm xong, con về thì con quên điện thoại ở trên phòng. Thì con không biết gọi cho ai cả, mà con chỉ nhớ số của một anh ở trong nhóm con thôi. Con gọi điện cho anh ấy thì anh ấy vô tình ở cạnh Long, mà cái bạn mà cầm điện thoại của con thì trong nhóm của Long. Thì Long mới trêu con là cậu có yêu tớ không? Thì lúc đấy Long chỉ trêu thôi, tại vì cái tính của Long lúc đấy là hay thích trêu các bạn nữ ấy. Tạo nét đấy. Vâng, tạo nét ạ. Vâng. Thì lúc đấy con mới bảo với Long là dở hơi à, mất điện thoại rồi còn trêu. Xong Long bảo là trả lời đi, có yêu tớ không? Trả lời đúng thì tớ mới nói điện thoại ở đâu. Thì lúc đấy con mới trêu lại là ừ thì yêu. Đấy, con mới trêu thế thôi. Đến lúc sau buổi tối về, Long mới viết một cái status ấy lên trên Facebook ấy là hôm nay được người ấy tỏ tình. Nên là từ cái sự kiện đấy tất cả mọi người trong nhóm được càng trêu nhiều hơn. Nhưng mà đến mãi về sau này khi mà bọn con lập gia đình ấy, có con, thì thấy lại đấy là thực ra là cái định mệnh ấy ạ. Tại vì là ở cái thời điểm mà Long viết cái status đấy là ngày 20 tháng 9 năm 2012, thì sau đấy đúng 9 năm là ngày 20 tháng 9 năm 2021 là con gái đầu lòng của bọn con ra đời. Số 1 và số 2 đổi chỗ với nhau thôi ạ. Đúng 9 năm. Và khi nào thì con mới nghiêm túc với tình cảm với cô này? Đã, thực ra thì cái thời điểm đầu tiên mà con ngỏ lời với cả vợ con ấy là ngỏ lời là muốn làm bạn gái. Thì thực ra lúc đấy con chưa có ý định nghiêm túc. Đấy, con nói thật. Nhưng mà cái cảm xúc của mình nó được xây dựng dần dần theo thời gian. Thì mãi cho đến một cái thời điểm là sau cái quãng thời gian mà bọn con có chia tay một năm đấy. Thì lúc đấy là cả hai bọn con đều có một cái sự thay đổi về mặt suy nghĩ và tâm lý của mình. Cái khoảnh khắc mà bọn con quay lại chính là cái thời điểm mà con xác định là mình muốn được trưởng thành hơn, mình muốn được đi đường dài hơn với bạn gái này. Nên là... Nhưng mà cô hỏi là lý do gì mà tụi con chia tay nhau? Cũng là bởi vì con cảm thấy là đây là một mối quan hệ nó không được an toàn ấy. Tại vì là lúc đấy thì khi mà bọn con yêu nhau một năm đầu tiên ấy, thì Long vẫn đang rất là thoải mái, bay kiểu nhảy. Bay nhảy và không có cái gì kiểu đi quá giới hạn, nhưng mà thích nói chuyện các bạn nữ khác. Và cái cảm xúc đấy của con thì con cảm thấy là con không muốn không muốn ở cái thế kiểu gọi là phải chịu đựng cái cảm xúc đấy. Con trải qua một quãng thời gian như thế thì con mới bắt đầu cảm thấy là nếu như mà mình đặt cái việc mình đi tìm kiếm vẻ đẹp hay là tìm kiếm nhan sắc là trở thành một trong những cái tiêu chí để chọn bạn gái cho mình, hay là nếu như mà mình có thể nghĩ xa hơn là chọn bạn đời cho mình, thì có vẻ cái tiêu chí này nó không phù hợp nữa. Tại vì thực sự là ngày hôm nay mà có bạn nữ này sinh, ngày mai chắc chắn sẽ có bạn nữ sinh hơn. Đúng rồi. Vì thế cho nên là mình nên thay đổi cái tiêu chí của mình đi, bởi vì cái mong muốn cuối cùng của mình là mình muốn đạt được cái điểm hạnh phúc lớn nhất. Thì là cả hai đều thay đổi để mà hướng tới một cái tình cảm nó lâu dài hơn. Vâng. Và sau cái lần chia tay đó thì là chắc có lẽ là cưới luôn chứ đúng không? Vâng, bọn con yêu nhau độ 6 năm. 6 năm nữa. 6 năm nữa. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao lại yêu nhau lâu tới 6 năm mới cưới vậy? Thì gia đình hai bên đều đồng thuận cái tình yêu này đúng không? Vâng ạ, dạ. Đúng ạ. Ừ, thế mà tại sao lâu vậy con? Lúc đấy bọn con cưới nhau năm 27 tuổi thì bọn con cứ nghĩ là chưa muốn cưới sớm nữa. Và lúc đấy bọn con cũng nói chuyện với nhau là chắc là phải đầu ba đi chơi vơi thì mình mới cưới. Nhưng mà chính gia đình là người tác động cho bọn con đến hôn nhân nhanh hơn đấy ạ. Là ai? Là mẹ chồng con. À, là bên gia đình chồng hả? Vâng. Thôi con kể cho cô nghe cái hôm con cầu hôn bạn này xem như thế nào nào. Chắc là cái mẹ ngày mà con cầu hôn ấy. Hôm mà con cầu hôn ấy thì thực ra là con là tính cũng hơi cầu kỳ. Mình thích làm một cái gì đấy đặc biệt cho người phụ nữ của mình. Mọi người thì có thể là cầu hôn bằng nhẫn, nhưng mà con thì con đồ cầu hôn bằng đồng hồ. Thì cái đồng hồ nó tượng trưng là anh sẽ dành toàn bộ thời gian của anh dành cho em. À, lãng mạn. Ngoài tặng ra đồng hồ thì ảnh còn có nói những cái lời rất là lãng mạn hay là có quỳ xuống không? À, vâng. Long đặt cái đồng hồ đấy là đặt ở bên Hồng Kông và khắc tên của Long ở trên đồng hồ ấy ạ. Đồng hồ gửi về Việt Nam thì con là người nhận, nên là con cũng có gọi trước khi Long hỏi một câu là cái đồ này của ai,
Thì Long mới bảo là của mẹ chồng anh, của mẹ đấy, đừng có mà mở ra mẹ chửi vào đấy. Thế là con không dám mở, thì con vẫn không biết đấy là đồng hồ cầu hôn. Thế lúc sau thì Long mới đặt một cái chuyến đi là vào sang Thái Lan đấy ạ. Để bọn con đi chơi, xong rồi Long sẽ tiện để cầu hôn con. Cái ngày hôm định cầu hôn thì trời mưa rất là to, nhưng mà con không đi đâu được, nên là ở khách sạn. Tuy nhiên buổi sáng sớm hôm đấy thì Long mới ngồi, Long mới tâm sự, Long mới nói chuyện với con là anh rất vui vì vợ đồng hành với anh, rồi anh cảm ơn vợ vì là vợ đã tha thứ cho những cái sai lầm của anh để chúng mình có một cái cơ hội khác. Con nghĩ là Long đang trêu con, tại vì bình thường là hai đứa rất là cợt nhả. Thế con mới bảo, con mới trêu ngược lại Long bảo là anh làm sao ấy, định cầu hôn em à? Con mới buột miệng con là cái đấy. Đặc vị luôn. Vâng. Làm thằng bé cùn cả hơi. Con định. Ê trời ơi, mãi này có người nói được đúng nỗi lòng của con. Nhưng mà sau cái câu nói của con đấy thì Long lại khóc. Long lại khóc. Nước mắt đâm mũi tèm lèm luôn. Xong lúc đấy con mới giật mình, con mới nghĩ là ôi hình như mình lỡ mồm rồi, hình như đúng là cầu hôn thật. Xong rồi Long mới quỳ xuống, Long mới lấy từ dưới gầm giường ra cái đồng hồ. Long lúc đấy con mới kiểu con cũng nước mắt nước mũi tèm lem theo luôn. Sao con lại khóc hả con? Dạ thì thực ra là cái chặng đường mà bọn con trải qua nó cũng có nhiều cái sự nhiều biến động, nhiều thăng trầm, nên là con cũng cảm thấy là đấy là một trong số ít những lần con cảm thấy rất là trân trọng về khía cạnh tình cảm của hai đứa từ thời điểm trước đấy về sau. Bây giờ đến sau khi lấy nhau rồi thì có những chuyện gì vui không? Vui và vỡ mộng cũng có. Cái lúc mà ở về nhà ở với nhau ấy, con thời điểm đầu con bị một cái áp lực vô hình là ông này nó ông quá là ngăn nắp. Ông ngăn nắp mà ông quá là khó tính luôn ấy ạ. Đến cái mức mà bình thường mà mọi người bảo là ở với nhà sử mà ở với mẹ chồng ấy thì mẹ chồng rất là khó tính kỹ rồi đúng không ạ? Nhưng mà đến mức mà mẹ chồng con phải nói với con rằng là em ơi, tao không thể chịu được thằng Long này luôn ý. Sao nó có thể sạch sẽ được như thế đâu. Thật ra là con cũng không biết là dùng từ sạch sẽ nó có đúng hay không. Nhưng mà thật ra con nghĩ là nó sẽ nghiêng về yếu tố là ngăn nắp nhiều hơn. Tại vì là con thì con có cái tính là ở nhà mà mình mua những cái đồ giá kệ cái thứ để phục vụ mục đích là sắp xếp đồ vật ở trong nhà ấy. Mà nếu như nó không được tận dụng hết công năng ấy thì con kiểu cảm thấy nó bị cái món đồ ấy bị vô nghĩa, bị phí phạm ấy. Một cái câu chuyện đấy là về thì con mới bảo với Long là con muốn mua một cái nồi áp suất. Thì để mua được cái nồi đấy, con phải làm một bài thuyết trình với Long rằng là mua cái đấy để làm gì. Vâng, để làm gì, mua cái đấy có công dụng gì, mua cái đấy xong thì nó khác gì với một cái nồi bình thường. Đơn giản là bởi vì khi mà Long nghĩ là mua về không biết để chỗ nào. Đúng rồi ạ. Đấy, con phải thanh minh tí là thực ra con không phải kẹt gì. Không cái gì đâu ạ. Nhưng mà thực ra là kiểu mình bị một cái tính đấy là đấy, cô cái biết đấy mà. Mua về là dùng để làm cái gì dùng đấy. Và phải để ở đâu vì đúng rồi chứ không phải là phí chứ còn mua đồ cho vợ là vung tay rất là thoải mái luôn rồi, rồi. Ok và thêm tật xấu nữa đi, nói chuyện với vợ có nhẹ nhàng không? Lúc có lúc không ạ, thực ra là nếu như ai mà bắt đầu tiếp xúc với Long thì rất dễ nghĩ Long là người khó tính, bởi vì cái cơ mặt của bạn chồng con ấy là nhăn nhó, nhăn hay bị nhăn kiểu vui cũng nhăn, đâu kiểu không thấy nhăn đâu nhăn đâu. Dạ không mọi người. Đây anh có thể làm khi nào mà con mà hay chăm chú lắng nghe là mà đâu, con bây giờ con chăm chú đi, con chăm chú đi. Không, mặt này thì nhìn khó tính thật. Mặt nhìn vô phát là nhìn tưởng khó thật. Mà con mà lúc mà con nghe là con không kiểu là hướng thẳng mặt về đối phương đâu, mà con sẽ giữ tĩnh cái đầu như này và ai nói gì thì con sẽ đưa mắt về chỗ đấy thôi. Đâu làm lại cảm giác nó hơi hơi lườm đâu diễn coi. Cũng không có ý gì đâu, nhưng mà kiểu cái thói quen mình từ ngày xưa thế cũng ít người nhắc ấy. Cái đó không phải tật xấu nhưng cần phải sửa. Đúng rồi ạ. Con ạ, cần phải sửa để gọi là tạo những cái mối thiện cảm cho người đối diện, đúng không? Rồi sao còn nữa? Gì nữa? Tranh luận vấn đề hay cãi vã nhau gì như thế nào? Là có ai nhường con không hay là cãi cho bằng được? Lúc có lúc không. Lúc có sẽ có những lúc cãi cho bằng được luôn. Cãi tại vì bọn con bằng tuổi nhau nên nhiều khi là giống như bạn bè ấy ạ. Tranh cãi nhau như kiểu là hai thằng bạn ngồi với nhau để tranh luận với nhau luôn ấy ạ. Thế giờ con có mong Long thay đổi cái gì không? Trong công việc ấy, đôi khi Long cầu toàn quá khiến cho Long bị cuốn vào công việc và không có những khoảng thời gian không để tâm đến vợ con lắm. Con nói với Long là kiểu con của mình ấy thì nó còn cái tuổi thơ của nó ngắn lắm. Nên là nếu như mà mình không dành thời gian cho nó thì đến một thời gian lớn quay. Đấy xong rồi nó hết thân đấy. Thật ra cái này không thân với con đâu. Thật ra cái này là những người mà làm về sáng tạo nội dung á rất dễ hay gặp. Tại vì người sáng tạo là người cần phải có sự tập trung. Vâng, đúng rồi. Đó, và khi tập trung thì đôi khi nó quên mất tất cả mọi thứ. Vâng. Rồi, tới Long.
bắt đầu phản pháo đi. Phản pháo kể xấu đi anh. Đầu tiên là về việc mà Bom nói là con ngăn nắp quá. Thì là ngược lại một cái là Bom thì là hơi bừa bộn đó. Vợ con biết tính không phải là một người bừa bộn. Nhưng mà chẳng qua là tại vì là ở cạnh con thì con lại bị hơi quá. Nên là đôi khi là trước khi mà Bom dọn dẹp những cái chỗ đấy thì con nhìn con đã thấy ngứa mắt rồi. Dọn xong đấy. Làm xứ xong luôn. Thì là mình làm xứ luôn mà những người nào mà hay có cái xu hướng như thế thì làm xong mình lại cáu. Là có một cái mà con thực ra con thấy rất là khó chịu. Vợ con là thường hay đánh yêu một cách quá đáng. À, đánh yêu mà hơi đau đấy. Thì đương nhiên là vợ con thì thấy cái việc cái đánh yêu rất bình thường thôi. Nhưng mà với con thì cái việc cái xảy ra tần suất nhiều quá mà đánh thì đau thật. Đây đúng. Đánh mà mỗi lần là không phải kiểu như này đâu mà đánh đi ra là phát như này luôn vào thẳng tay vào thẳng hông cái thứ nó này. Sức trẻ rồi. Mà con nó sức trẻ mà. Xong mà xong còn lằn cả cái vết tay lên người luôn. Thế rồi có cước hả như bình thường. Có tung cước như chồng không? Đã có chứ hả? Có luôn. Có đi thi thoảng qua phạt phát vào mông. Hút trong cái. Nhưng mà vẫn đang cười hề hề. Nhưng mà nhiều lúc con có phản đam lại không? Dạ con muốn đánh lại lắm ạ. Có với cái anh vẫn đánh lại em. Con là quan điểm là vợ chồng là phải công bằng. Đánh vào con vào chỗ nào thì con sẽ phản hồi lại đúng vào chỗ đấy. Mà có không mà toàn môn lực tương tự. Không, thường xuyên là thường là con sẽ đánh nhiều hơn. Sao nữa, còn cái gì nữa không? Có hay rơi nước mắt không? Cái này thì chắc là với con thì con nghĩ là cái này là cái điểm yếu. Con nghĩ là tật xấu thì nó không hẳn, nhưng con nghĩ là điểm yếu lớn nhất. Và trong cái cuộc sống hôn nhân của bọn con thì Bom có một cái tính cách là cảm xúc khá mạnh. Tính cảm xúc khá mạnh nên là trong những cái cuộc tranh luận mà mình muốn giải quyết một cái vấn đề nào đấy liên quan đến mối quan hệ gia đình hay là kể cả công việc đó, thì mà Bom dễ rơi nước mắt. Con là cái tuýp đàn ông kiểu có cái tư duy kiểu điển hình ấy, là con nghĩ rất là logic. Trong quá trình tranh luận đấy mình thấy là cái vấn đề này nó không có cái gì đến mức mà nó phải rơi nước mắt như thế cả, và hoặc là thậm chí nó không liên quan đến vấn đề cảm xúc cơ. Mà Bom lại dễ xúc động như thế. Thì với con ở trong những trạng thái đấy thực ra là hai đứa cũng sẽ rất là khó để trao đổi với nhau. Nhưng mà thực ra là dần dần thì cũng quen, bản thân là Bom bây giờ cũng thay đổi rất là nhiều rồi. Rồi bây giờ nhân đây thì con mong muốn Bom thay đổi điều gì? Bây giờ con chỉ muốn là hai bọn con và đặc biệt là Bom ấy làm tất cả những gì mà mình đang làm và tốt hơn thôi. Tại vì thực sự là những cái tật xấu đấy ấy, là Bom đều đang cải thiện rồi. Chứ không phải là không cải thiện. Thì chúc mừng con. Đó. Hai đứa này coi như trời sinh một cặp rồi. Đến quen nhau đến gần 10 năm cơ mà. Cho nên là coi như là hiểu. Gần như là một cặp rồi, hiểu hết rồi. Các bạn luôn tỏa ra những cái năng lượng. Đúng. Đó, rất là dồi dào. Đúng. Đúng không? Cái thứ hai rất là đẹp đôi. Đó, thì anh cũng cô chú ạ. Chú cũng mong á. Vâng. Chú cũng mong là hai vợ chồng cứ tiếp tục như thế này. Vâng. Và phát triển hơn trong công việc. Đúng và... rồi. À, và sẽ yêu thương nhau nhiều hơn nữa. Dạ, vâng, dạ, vâng. Nếu được điều kiện đủ thì có thể thêm đứa nữa. Vâng. Dạ. Bonjour monsieur, bonjour madame. Ủa là anh ấy người Pháp hả hay sao? Dạ, anh sinh ra tại Pháp đó cô ạ. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Madame. Enchanté. Monsieur, monsieur. 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 Bonjour monsieur là chào ông, rồi bonjour madame là chào chị. Đúng không? Chào chị. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Khó hiểu anh. Khó hiểu đúng không? Ủa, nhìn em nói được tiếng Việt đúng không? Yeah. Rồi, bây giờ chào em. Chào vợ em. Bây giờ thì chắc lẽ là mời hai em tự giới thiệu về mình nha. Con chào chú Thường. Chào cô bạn. Chào khán giả. Con mặt cô đây. Con tên là Đình Hải Phan. Con 34 tuổi. Đình Hải Phan, tức là Phan Đình Phan Hải Đình đó, Hải. Đúng không? Công việc của Đình Hải là gì? Phụ vợ bán hàng online. Em có talk trực tiếp với khán giả không hay là em chỉ ghi bill thôi? Dạ, ghi bill là đóng hàng, là chăm chốt đơn thôi đúng không? Chứ không thì làm sao mà người ta hiểu? Dạ. Giờ mời em. Con là Đỗ Thị Mỹ Ngọc, thì năm nay con 33 tuổi rồi. Công việc hiện tại của con thì cũng là kinh doanh online hàng Pháp á. Với lại là con có một kênh YouTube về làm đẹp, thời trang và gia đình cuộc sống. Cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau vậy? Con với ảnh thì gặp nhau trên Facebook luôn. Nhưng mà cách đây bao lâu rồi? Dạ lâu lắm rồi, năm 2012 thì chú. Vậy là 10 năm rồi. Cái thời kỳ đó thì kiểu như con cũng bán online, mà con về thời trang, con hay thiết kế, con may đồ, con bán á. Thì con chụp mẫu luôn, thì ảnh không biết là sao ảnh thấy con, thì ảnh vô ảnh kết bạn, ảnh làm quen. Hôm nay kết bạn chưa? Con hay vợ con chưa? Không nhớ. Ô, bây giờ cuối cùng ai là người kết bạn trước đây? Anh kết bạn trước em mà. Cứ như vậy đi. Ủa nhưng mà nè, tại sao lại kết bạn với cổ? Dạ, tại lúc đó, tại năm sau đi Việt Nam nên muốn kết bạn đi làm bạn á. Sau đó đi Việt Nam
đi chơi với bạn nha. Hiểu rồi, có nghĩa là năm sau là định có ý định về Việt Nam. Ừ. Cho nên là bây giờ kết bạn trước để về mình có thể là có bạn bè mình đi chơi. Ừ. Nhưng mà nó nghe nè, lúc đó là con đã có bạn trai chưa? Dạ, thời gian đó thì con cũng có bạn trai á. Nhưng mà tới cái lúc mà ảnh về Việt Nam thì ảnh có hẹn con nhiều lần rồi, nhưng mà con không có gặp được á. Không muốn gặp ấy. Còn 2 tuần nữa là anh phải về Pháp lại rồi á, thì anh lấy cái sim Việt Nam để anh gọi cho con, thì con mới tin là anh đang ở Việt Nam thiệt. Thì lúc đó con cũng bị mâu thuẫn với lại bạn trai cũ á, nên là con cũng buồn buồn á, rồi con đi gặp thử luôn. Và lần đầu tiên gặp anh ấy ở ngoài đời thì sao? To cao mà nói chuyện lớn lớn, mắc cười lắm nên con cũng ấn tượng. Giống vừa thôi. Kiểu nói tóc té xuống, rồi nước nó té xuống. Là sao? Tóc rớt xuống á, thì kêu tóc té xuống. Đình Hải thì sao? Lần đầu tiên mà Đình Hải thấy cô gái này ở ngoài đời thì con có ấn tượng gì về cô gái này không? Thấy nhỏ nhỏ, dễ thương. Có thích không? Có thích liền không? Cũng có chút chút. Lúc đó con có bạn gái ở bên Pháp chưa? Chưa. Con về cái đợt đó, ngoài gặp bạn này ra thì con có gặp cô gái nào khác không? Nói thiệt. Nói thiệt đi. Dạ, chắc cũng một gái, một hai cô thôi. Một hai cô thôi. Là co một đó. Hai cô với cô này nữa ba cô là chết rồi. Là con về thời gian được bao lâu? Dạ, khoảng 1 tháng ấy. Mà chắc là cô này là ấn tượng nhất đúng không? Dạ. Bây giờ sau đó hai đứa có tiếp tục đi chơi với nhau không? Dạ có, tại vì anh này á, thì có một cái anh bạn khác cũng người cũng là bên Pháp về chơi chung. Mà cái anh đó đã có một cô bạn gái rồi, thì cái cô đó đã chở xe đi rồi mà anh này không có ai chở. Lúc đó kiểu như con thấy cũng tội, không có ai chở đi chơi nè, rồi thấy cũng an toàn có bạn rồi, nên con có đi theo con chở đi chơi gì đó. Lúc mà con đi với anh này 2 tuần lễ còn lại á, thì có lúc nào mà con gặp cái một trong hai cái người bạn gái mà anh này anh chọn trước không? Trời ơi, sốc cái đó là con cãi nhau á, con định chia tay luôn rồi. Cái đêm đó cũng là cái đêm con đi làm ra trễ, xong rồi con định là không ghé đâu, con nói không ghé. Thì tự nhiên con lại thấy buồn, con muốn ghé để gặp chơi. Xong rồi thì con chạy qua, thì con đứng, ảnh ở cái khách sạn kế bên công viên 23 tháng 9 á. Thì con đứng ở bên đó, con định chạy qua đường thì con lại thấy ảnh đi ra, ảnh đón một cái cô gái đi trong xe taxi đi xuống mà lại dẫn vô trong cái phòng khách sạn luôn. Con đứng hình luôn, con đứng còn theo dõi. Xong rồi 5 phút sau à, con thấy đưa ra lại đi về. Nó nhanh vậy. Xong cái con hỏi anh, con nói trời ơi, sao anh lại dẫn người khác vô mà lúc đó là tỏ tình rồi. Cũng không phải tỏ tình mà là đã thể biết hiện rồi. Mà lại dẫn cái cô khác đi vô trong nhà nữa. Cái anh nói thì đâu có gì đâu, thì anh nghĩ bạn bè cái nhà, anh coi đến về nhà của anh thôi, anh vô anh gặp một tí xíu rồi nói chuyện thôi rồi chào thôi. Chứ không có gì hết. Thì lúc đó con cũng giận lắm, con nói không có vậy là không được, thì con rồi chia tay tùm lum tà la gì đó. Nhưng mà con có hỏi là anh làm gì mà anh vô phòng mà sao vô gì mà có 5 phút ra vậy? Anh kêu nói chuyện thôi chứ không có gì hết á. Con cũng giận một đêm, con về xong rồi mai con lại hết. Phải hỏi Hải nè, cái cô đó là cái gì của em? Con là bằng thôi. Nếu mà nói chuyện ít như vậy, tại sao không nói chuyện ở dưới sảnh luôn? Dạ, tại con tưởng chắc như vậy thôi, không có gì. Trời ơi, bây giờ mà nói chuyện còn như vậy thì cách đây 10 năm, lúc mới về chắc không có nói được chữ tiếng Việt nào đâu hả? Nói phải để ý lắm mới nghe được. Nói chuyện kiểu vậy là làm biến ghen luôn á. Cãi lộn được. Không có cãi được, cứ hỏi là cứ thì đó thì chứ vậy thôi. Chứ bây giờ sao? Vậy thôi. Cái đó chỉ là vậy thôi. Dạ. Từ lúc mà con gặp ảnh cho đến lúc hai đứa quen nhau là trong vòng có 2 tuần thôi. Dạ con không tới được. Con gặp nói chuyện thì trước đó rồi, nhưng mà lúc mà ảnh về thì cái thời gian ảnh ở sắp về còn có 2 tuần thôi. Thì cái thời gian đó con gặp xong á, là lúc mà chở đi chơi á, về tới thì ảnh qua đường ảnh lại hôn lên trên má mình một cái đó. Thì lúc đó mình lại nghĩ là ảnh có cảm tình với mình rồi, anh có muốn mở đèn xí nhanh cho mình biết rồi đó. Trong vòng 2 tuần ngắn ngủi đó thôi á. Xong rồi Hải về Pháp rồi bao lâu Hải mới quay lại Việt Nam? Như năm sau ấy. Một năm mấy đó. Năm mấy. Wow. Yeah, một năm là các bạn coi như là yêu xa nhau. Đợt đó thì con cũng không nghĩ là con sẽ yêu xa như vậy đâu. Mà con thì con biết trên Facebook của ảnh cũng có quen nhiều cô gái chân dài đẹp khác. Thì cũng thấy có lưu lại hình rồi comment này kia, thì con thấy con cũng sợ. Mà cái thời gian đó thì hai người cũng tính sẽ là chuẩn bị giấy tờ để có thể một năm sau hơn để về đó, là lo làm giấy, nộp giấy rồi kết hôn. Một năm mấy sau là về nộp giấy là mấy tháng là có đám cưới luôn. Kết hôn xong là tháng 5 kết hôn, là tháng 9 là con đi Pháp luôn. Ủa nhưng mà rồi sao các bạn lại không tiếp tục ở bên Pháp
mà lại về Việt Nam? Tại vì con đi qua bên Pháp á, thì cái thời gian đó con mới qua là con cũng đi lấy hàng, con gửi về con bán như vậy đó. Thì một thời gian đâu một năm mấy á, thì con định bút vé là để con về con thăm gia đình thôi, hai chồng về thăm gia đình thôi. Nhưng mà về bên đây thì cái công việc của con khách mua nhiều á, rồi khách muốn con ở đây để có thể tư vấn chăm sóc nhiều hơn á. Rồi con cũng thích ở đây, cái môi trường ở đây, rồi có thể con mua nhà ở đây nè. Rồi chồng con cũng thích đồ ăn ở đây nữa. Nên là con bỏ vé không về luôn. Con ở lại đây luôn. Dạ. Hải cũng chịu luôn. Dạ Hải chịu luôn. Bị ép á, bị ép á. Con thích món gì ở đây nhất? Món gì ở Việt Nam nhất? Bún thịt nướng, bún chả Hà Nội. Các loại bún. Thích ăn bún. Dạ. Các loại bún đúng không? Dạ. Nước mắm. Thôi bây giờ chúng ta đến với phần hấp dẫn nhất đi. Dạ. Đó là phần khui tật xấu. Cái này con thích nhất, con chờ đợi tới ngày nay đấy. Chờ đợi đúng không? Thôi bây giờ con nói trước luôn. Dạ. Anh ấy có tật xấu gì nè? Chồng của con là nhiều tật xấu lắm. Nhưng mà về với con thì cũng bớt bớt rồi đó. Nhưng mà con kể những cái tật này nè. Ảnh là hay đánh rắm hay thả bom á. Nó hay chọc con á. Nó hay chọc con á. Ảnh nó là hả, kiểu như thích mặc cái bộ đồ nào á, mà thích cái áo đó rồi là mặc hoài luôn cô. Kiểu như nó có rách, nó có giãn á, cũng mặc luôn. Xong rồi á hả, ảnh mà đi chơi ở đâu á, như con á thì con thích diện đồ. Còn ảnh thì ảnh thích thoải mái. Ảnh mặc một bộ đồ, cái gì, quần thun rộng rộng chút xíu. Xong rồi áo con thun giãn giãn, mát mát một xíu, mang dép lào. Rồi, còn gì nữa nè? Dạ, tánh của ảnh thì vô tư lắm. Nhưng mà có nóng tính không? Dạ có, ảnh là hài thì cũng hài lắm, nhưng mà nóng thì cũng nóng dữ lắm luôn á chú. Ví dụ mỗi lần mà tới cái cơn mà nóng giận lên thì ảnh thể hiện như thế nào? Nóng tính đặc biệt là không bao giờ đánh đập con hết, mà chỉ có hét lên thôi. Hét lên rất là sợ. Hét sao đâu Hải? Trời ơi, chính pháp á. Trời ơi, chính pháp á. Merde, putain de merde. Là cái âm lượng là cỡ đó rồi hả? Dạ to lắm, to lắm. Đâu đâu thử ra, đâu cái lúc putain, merde. Rồi lên nào. À, hiểu không? Dạ, anh chửi tùm lum tà la, giống như là khốn nạn rồi vậy đó. Chửi đi, vừa không hiểu, vừa tức thêm. Không phải lúc, lúc mà anh vô cái thế tức rồi anh không có nhớ tiếng Việt nữa, cho nên anh phải chửi tiếng Pháp đúng không? Anh có lãng mạn không? Người Pháp là cực kỳ lãng mạn. Nhưng mà anh ấy là sao? Trái ngược. Con cũng nghĩ là lãng mạn đó, nhưng mà không có lãng mạn đâu cô ơi. Thường thường anh không bao giờ anh nói yêu con hay thương con nhiều như thế nào đâu. Mà hành động thì mình biết thôi. Ví dụ như hả, mỗi lần mà có một cái bộ phim gì đó mở sẵn anh chờ con vô xem chung á, thì mới coi, không thôi cái để dừng đó. Còn ăn một cái món ăn gì đó thì lúc nào cũng chừa cho con rồi gấp cho con ăn vậy đó. Ủa cái đó là lãng mạn mà. Bé này chắc lẽ là thích cái kiểu mà lãng mạn mà thích, mà kiểu mà đó. Lãng mạn Hàn Quốc đó, đúng đó. Không? Hoa cỏ mùa xuân rồi này kia phải nhảy nhót ngắm hoàng hôn. Dạ cái đó không bình có minh. Không có đúng không? Nhưng mà những cái hành động nhỏ như thế có thể gọi là lãng mạn thì cũng có một cái niềm vui riêng cho con. Hết rồi, vậy là chồng con không có cái tật xấu gì hết trơn á, rồi sao ta? Chị con có mong muốn chồng con thay đổi gì không? Mong chồng con kiểu như suy nghĩ nhiều hơn một tí xíu thôi, hơi vô tư á cô. Vô tư tức là bớt vô tư vô tâm lại ha. Bây giờ tới Đình Hải đó, vợ con có những tật xấu nào? Chửi con hoài, chửi con hoài. Con bị tự kỷ luôn không? Cũng mệt, mệt chửi hoài. Ví dụ như những chuyện gì mà khiến con làm mà khiến cho vợ con bực mình và chửi con? Thì con hay làm biếng á. Vậy là hồi nãy con không kể cái tật xấu làm biếng. Làm biếng con á thì con sẽ chốt đơn hàng này kia nè, thì nhiều khi ở trên chung cư cao á thì ship sẽ tới giao hàng nè, rồi lấy hàng này kia á, thì mỗi lần mà trưa trưa nhiều khi con mệt á, cái ship tới gọi lấy điện lấy hàng á, thì con kêu ảnh thì ảnh đang ngủ, con kêu á thì ảnh quạo, ảnh kêu đang ngủ mà kêu xuống lấy hàng á, thì cứ con ngày nào con cũng tới trưa là con dạy kêu dậy đi lấy hàng thôi, cái quạo con. Quả con cái con chửi. Dạ con chửi, con nói phải viết phụ lúc, chứ lúc con chưa mà chửi người ta ngủ mà đúng không? Ngủ không? Không đi ngủ. Đúng rồi. Con nói tiếp đi, còn cái gì nữa? Không có gì khác nữa. Chỉ có cằn nhằn. Hay chửi. Mà có qua có lại mà, tại con làm biếng nó mới chửi con mà. Đi toilet cũng chửi rồi. Hả? Đi toilet cũng chửi. Ngồi toilet lâu lắm luôn. Tại vì nhiều lần á, nên sao đi toilet bởi rồi. Đi toilet lâu không? Bao lâu không? Dạ. Bác ý thì đi toilet thôi, không phải con trộm đi toilet đâu, đúng không? Anh có biết dùng cái từ khác được không? Không có sao cả. Người ta đi nhiều lần cũng chửi người ta nữa. Mà một ngày đi mấy lần lận? Chắc cũng hai ba lần. Hai ba lần. Sáng, một lần bao lâu? Sáng dậy đi ế. Ăn sáng xong đi. Ngủ trưa dậy xong đi ế nữa. Anh bị chửi cũng dữ. Bị chửi quá. Trời ơi, người ta tiêu hóa tốt. Ở trong nhà cứ đi suốt vậy thôi, con nó mất thời gian ghê luôn. Nghiền, tôi lấy nó nghiền. Ủa, nhưng mà ở nhà ai là người chăm con nhiều? Dạ, thì
ảnh cũng chăm nhiều á. À, con có thuộc bài bài hát mà tiếng Pháp nhiều không? Hát tặng khán giả một bài đi. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Est-ce possible alors? Je ne sais pas. Je demanderai à cette personne. Cái nghĩa là cái gì? Là có người ta nói yêu mình mà không biết có chắc chắn không? Nên đi hỏi người ta có phải thầy không? Thực ra chồng con mắc cười lắm nha. Bình thường vậy nè, nhìn nó thì sẽ giống người Pháp, nhưng khi mà hát lên thì giống người Hàn Quốc. Dạ, trời ơi, ai cũng nói luôn con. Hồi nãy bước lên là chú tưởng là người Hàn Quốc. Dạ. Ngọc biết không, cái cách lãng mạn của chồng con là đúng. Thoải mái, có thể thoải mái mọi lúc mọi nơi. Những cái gì mà mình thấy là mình thích là mình làm. Thì là cái cách lãng mạn của chồng con là khớp với cái cá tính đó luôn. Thành ra là con đừng có bao giờ nghĩ là chồng con không lãng mạn với con nha. Chồng con rất là lãng mạn luôn á. Như chưa? À, bây giờ tại sân khấu này con có thể nói một lời gì đó với vợ con. Anh muốn nói anh sẽ yêu mẹ anh mãi mãi nha. Yeah. Rồi. Rồi, okay. Anh sẽ yêu mãi mãi. Xin cảm ơn hai con. Ngay chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần sau. Anh hiền. Thứ hai này không rượu chè, không bài bạc, không gì hết. Đúng tâm điểm em đang chọn. Chứ không kêu chứ thôi kệ, cũng quen thử. Các bạn cũng đã lớn tuổi rồi. Ờ, gia đình có hối cưới không? Thì đó cũng bị hối đó anh. Cái này hối rồi, hối cái bác sĩ hối là... Bọn em bị thấp cưới luôn á. Ờ, à, sao bác sĩ hối kìa. Không thôi. Ông lầy ông mới nói kìa, bác sĩ hối kìa. Bác sĩ không chưa hối mà ba mẹ em. Ba mẹ hối. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp theo sẽ đến với câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai này. Không biết đây là những câu chuyện gì, mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng này. Chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Tài. Em năm nay em 35 tuổi. Công việc của em là em làm shipper cho shop của vợ em. Làm shipper cho shop của vợ. Như vậy là hai cặp vợ chồng ngày hôm nay giống nhau ở một chỗ là vợ đều là như là kinh doanh online. Kinh doanh online. Đó, và anh chồng, mấy anh chồng đều là shipper. Phụ cho vợ, hỗ đó, trợ cho vợ. Và trong chúc đơn. Rồi xin mời. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Thùy Vân, năm nay em 35 tuổi. Rồi, là Vân nói về công việc của Vân đi. Dạ, hiện tại em đang làm cho thuê, mở một cái shop cho thuê trang phục biểu diễn. Tài là có cái biệt danh gì không? Có nghệ danh gì không? Dạ, em ở công ty cũ thì đặt em là Tài Nhớt, còn ở xóm em đặt em là Tài Lầy. Ồ, Nhớt với Lầy ha. Nói chung là hai cái cung kỳ phùng địch thủ. Hai bạn gặp nhau trong... đoán hả? Em đoán thử. Đoán là sao gặp nhau ta? Tức là ông Tài Lầy này nè, trong một cái lần ổng ở công ty đó, ổng là Tài Nhớt nha. Đó, tổ chức một cái lễ hội gì đó và ổng cần có như là thuê những cái bộ trang phục cho cái nhân viên để mà cái như hóa thân, thì ổng đi tới cái shop của cái cô này và ổng gặp cô này và ổng lầy lội quá và bị cái cô này coi như là cổ la mắng. Đó, cổ thể hiện, ảnh tức và ảnh quyết định ảnh cua cho bằng được và cuối cùng là họ quen nhau, đúng không? Dạ, sai rồi ạ. Sai, em sai quá rồi. Thôi giờ hai đứa nói đi. Nói đi. Làm sao nè? À, em gặp anh cách đây 2 năm về trước. Là hai đứa tình cờ gặp nhau ở trên Đà Lạt. Ồ. Dạ, em với anh là có một người bạn làm ở trên Đà Lạt bên trang trại chăm sóc thú cưng. Tình cờ với em gặp nhau ở đó. À. Mà hôm đó là em đi Đà Lạt một mình. Dạ, em đi Đà Lạt với đứa em gái. À. Rồi Tài cũng đi một mình. Dạ. Em hứa với bạn em là Tết em sẽ lên đến em chơi. Vô tình gặp vợ em thôi. Chứ không, nói chung là không có gọi là... Không có tính trước. Dạ, không có tính trước gì. Rồi. Lúc đó là hai đứa vẫn chưa có âm mưu gì về nhau cả. Em có ấn tượng gì về cô này không? Dạ không, em không có ấn tượng sao quen với người ta? Em bị gà chị ơi. Bị gà, đâu nói cái ai gà, nói đi. Dạ, thì bạn thân của em cũng là bạn thân của em của em vợ em. Rồi, em của Thùy Vân, đúng không? Dạ, cho nên là cũng kiểu như là... gài để em gặp sao tính kêu thôi ông ơi, tôi thấy bà Vân cũng được, ông hốt đi. Rồi thôi bà ơi, tôi không thích yêu quen xa đâu, xa lắm. Em cũng chẳng xin số điện thoại, em cũng chẳng xin Facebook gì đâu. Vợ em cũng có nhiều bạn tinh theo đuổi lắm. Xong rồi khoảng đợt 30 tháng 4 năm trước, bạn thân em với em của vợ em có mở cái quán chiêu bên quận 4 á. Xong rồi cũng gài em coi đó, bây giờ tôi mở cái quán đó, ông cũng có cổ phần trong đó. Ông qua đó, ông trong cái quán đó, sẵn ông trong cái bà này luôn cho tôi. Thế là em bị dính trong luôn bây giờ. Ồ,
Ta nói em gài người ta có không em? Em phải quật khởi lên cho chị. Dạ không có chị. Đúng không? Chị cũng nghĩ là không có. Dạ không có, đó là bị, em với chồng em là bị gài thôi. Bị ông bạn gài. Gài gì nè? Dạ gài vào cái đúng dịch. Cái là bọn em không làm nữa. Bọn em đóng cửa quán. Thế là bọn em mới kêu thôi vậy thì dịch không bán được nữa thì về lại shop. Để phụ shop. Trong thời gian dịch thì bọn em mới kêu là dịch như thế này thì chắc chắn là sẽ không ai thay đồ. Tiếp tục bọn em mới kêu thôi mình ở Lâm Đồng thì mình nhập rau ở Lâm Đồng về bán. Trong 4 tháng dịch cung cấp rau xung quanh quận chỗ em ở. Trong 4 tháng đó là mà em ở với nhau là phát sinh tình cảm trong thời gian Phát sinh tình cảm. Tức là ủa như vậy là đâu có gài ở chỗ quán chiếu. Có gài. Vì là anh này là cái thời điểm đó là đang giận bố mẹ. Không về. Em hay lông bông, em hay đi lắm. Không về nhà. Vậy là ngủ ở quán. Ngủ ở shop. Tại vì cái shop đấy là nó có một cái giường tầng. Em với lại bạn thân em thì nằm giường dưới. Còn con em gái em thì nằm giường trên. Còn chồng em thì lúc đó nằm ở cái nệm. Ở dưới đất? Bên dưới. Dạ. Rồi lâu lâu vậy em bị rớt xuống dưới đất đúng không? Dạ không rớt được chứ. Không rớt được. Dạ. Thế trong khoảng thời gian đó thì anh bị ốm. Thế là không có ai chăm thì em chăm thế là. À thế là nảy sinh tình cảm. Hai người lớn tuổi rồi. Về với nhau đi góp gạo thổi cơm chung. Thứ nhất á, là cái anh này anh hiền. Thứ hai này không rượu chè, không bài bạc, không gì hết. Đúng tâm điểm em đang chọn. Biết thân kia chứ thôi kệ cũng quen thử. Các bạn cũng đã lớn tuổi rồi. Ờ, gia đình có hối cưới không? Thì đó cũng bị hối đó anh. Cái này hối cái bác sĩ hối là... Bọn em bị thấp cưới luôn á. Ờ sao bác sĩ hối kìa. Không thôi. Ông này ông mới nói kìa. Bác sĩ hối kìa. Bác sĩ không chưa hối mà ba mẹ em ba hối mẹ rồi. Hối. Thấy chưa bị hối thấy chưa? Thế bởi vì mình phải lừa mình. Ông nói xong cái là mắt ông lấm lét liền mà tôi nghe được rồi. Bây giờ nè, bác sĩ hỏi cưới hay gia đình thúc cưới? Gia đình hỏi cưới. Rồi giờ có em bé chưa nè? Dạ chưa. À chưa có hả? Dạ. Rồi giờ lấy về rồi sao? Tới dụng tật xấu đi, phần kia đi đúng rồi. Hỏi dụng tật xấu luôn đi. Đang hỏi nè. Tật xấu của anh nhiều lắm ạ. Chắc chắn là lầy rồi nè. Dạ. Thì lầy là chắc chắn rồi, biệt danh luôn mà. Nó tay lầy má, nó tay lầy. Dơ. Dơ nữa. 2 ngày hoặc 3 ngày mới tắm một lần. Trời ơi sao ông sợ nước gì em tại lại. Mà thức thì đi tắm. Còn không là thôi khỏi luôn. Rồi mãi chơi. Mãi chơi. Mà chơi những gì? Chơi game trên điện thoại á. Chơi mà bỏ ăn mãi bỏ vợ luôn hay sao? Mãi chơi mà quên tắm luôn hả trời? Dạ mãi chơi quên tắm luôn á. Tức hôm anh kêu thôi không tắm thì ngủ dưới đất đi. Không có cho đụng vô người đúng không? Dạ. Rồi ổng có vô ổng khắc phục ổng tắm để ổng đụng được không? Khi lên giường là lúc đó 10-11 giờ đêm rồi thì con cũng kêu thôi lỡ rồi khỏi tắm được. Nằm tạm đi, xong ngày mai sáng sớm dậy tắm cho nó tốt. Nằm tạm đi, đó. Tắm nằm xong tắm hai con phải là giặt chân da gối đệm thôi. Thấy vợ thương không? Phải khắc phục, đó là tật xấu rồi, phải khắc rồi. Phục. Rồi, còn tiếp tục. Tật gì nữa không? Đi vệ sinh là mang điện thoại và chơi có thể ngồi trong nhà vệ sinh 2 tiếng đồng hồ. Trời ơi! Rồi thời gian đâu ông đi shipper không tài lại? Khi nào có khách bốc hà, bốc đồ em đi shipper. Tại vì khi nào có khách là hàng thì anh mới đi thôi. Còn không là anh ở nhà tại vì đồ của em làm theo mùa chứ không lấy phải đồ là... với sắp xếp đồ quần áo. Chứ không phải là theo gọi là thường ngày. Rồi chồng có lãng mạn không? Dạ, khô cằn lắm. Không một chút lãng mạn, không một chút tỏ tình. Rồi sao chấp nhận lấy ổng? Thì nhìn thấy anh hiền với lại tính tình của anh cũng dễ thương. Quen ông này, lấy ông này cũng có cảm giác là bình an. Cái chuyện mà cái cảm giác bình an kế bên tài lầy là coi như là thấy là an tâm rồi đó. Dạ. Có đúng luôn luôn phải là như vậy thì mới là vợ chồng đó. Dạ. Bây giờ Vân muốn tài thay đổi điều em gì? Em muốn là anh giảm bớt chơi game lại. Đó, ông nghe không ông? Vợ chồng son đó ông Tài. Riêng tắm, bớt chơi game. Thì tôi sửa. Tôi sửa sao được? Tôi sửa. Từ sửa. Ôi tôi sửa. Rồi bây giờ ông phải cho cái thời hạn đi. Bây giờ bao lâu nè? 6 tháng, 5. Hay 2 năm? Dạ, 6 tháng ấy. Cái vụ tắm là nên làm liền. Đúng game không? Thì có thể từ từ nhưng mà tắm là làm liền. Lên đây mà đã hứa là sẽ chắc chắn là sẽ thực hiện nha. Rồi bây giờ tới tại đây đó, vợ ông có những tật xấu gì? Dạ, vợ em có tật xấu là cái mặt lúc nào cũng gọi là hài hước á. Những cái lúc mà em cần nghiêm túc mà nhìn mặt bả cái là em hết nghiêm túc được luôn. Dạ, chắc mặt ông không hài lắm. Mặt ông hài không bả luôn á. Em không có hài. Có khi nào mà em dẫn bả đi vô đâu mà em sợ nhìn mặt bả không? Có, sợ dắt bả đi đám ma thôi mà. Dắt bả vô nhìn mặt bả cái thôi, em nghĩ luôn á. Thôi gì nữa, gì nữa nè. Em bả hay cà khịa mấy đồ vạch á. Ví dụ như đang ở bên quán mà hồi đó em làm quán chiêu á. Cái két bia người ta để trong góc rồi, bà đang đi bà đáng đưa quất cái chanh đá cái cây nó để
cái chân nó bị sưng được. Ủa cái mắt mới vậy, cái bị nó nằm chỗ đó mắt mới không né né nó ra, mắt mới đá chúng nó. Hoặc là cái kệ mà người ta để trong góc rồi. Bà đắng đi bà quất bụt cái chúng cái tay để cho cái tay tím về nó cũng quất giống cái kệ đâu ai quýnh. Đây rồi vậy là tài nó không có xạo nha, cái chân là tím nhiều lắm. Dạ. Đó. Hay cà khịa đồ vật lắm đó. Là cứ đi gặp cái gì đá cái đó hả? Là cà khịa đồ vật. Né rồi mà né không kịp, né bên này né bên kia. Bị hậu đậu. Là hay bị đụng này đụng kia đó. Tự nhiên đụng xong người tím tím mà mất công người ta hỏi ủa bị chồng quýnh hay sao người tím dưới vậy cái là chết em luôn mà em có giờ em quýnh đâu. Rồi cái gì nữa tài? Dân kinh doanh vậy chắc tính toán đồ dữ lắm đúng không? Không tính dở lắm anh đâu. Đâu dính đến bây giờ kiểu như 6 x 3 = 18 bà không tính 6 x 3 = 18 đâu, tính 6 + 6 = 12 xong mà cộng 600 đó là 18 gọi là một cái gọi là tính toán gọi công cành lằng ngoằng. À, ủa gì là... ở nhà tính tiền thì là ai tính? Bên là bà tính nhưng mà bà không có tính như người ta. Móc mấy mới tính ra tính thật là bà tự bà làm cho bà khó hơn. Ví dụ như 6 x 3 = 18 thì bà không tính vậy. Đúng rồi, bà tính là 6 đâu có 2 × 6 = 12. À, cộng rồi 12 mới cộng 6 thành ra 18 đó. Cha. Em khoái tính vậy đó hả? À, thì em tính về cho nó kỹ. À, bởi vậy bà mới hay va vô đồ vật á. Đi một đường không chịu lằng ngoằng chút em xíu là đúng. Tính nhiều đó. Đúng không? Rồi nè, có ghen không? Ghen là có ghen nhé. Đâu ví dụ kể chuyện ghen chơi. Ghen là hôm bữa hồi lâu rồi con bạn em nó em ơi chơi chung với mấy gọi là nhiều bạn bè lắm. Có bạn kia nó nhắn tin cho em yêu anh đồ các kiểu, nó nói bà la gì các thứ á. Xong rồi vô tình hôm đó em đang sạc pin là bà nhặt điện thoại bà cầm bà coi xong mà mặt xị đóng. Xong rồi gặp con em vợ em với các bạn thân em á, thấy mặt bà xị đóng rồi, ủa có chuyện gì vậy? Cái ông Tài đang quen tôi mà ông nhắn tin yêu đương với con khác. Thế là ghen nguyên ngày đó. Xong rồi em phải nhờ hai người đó gọi là dàn xếp. Em đang đọc để cho em đọc xong đi, rồi sẽ thích sau, anh sợ. Thế là đến khi em lục đến điện thoại thì anh thay đổi mật khẩu. Trước đây điện thoại anh không dùng mật khẩu. Còn cái anh dùng mật khẩu thì mình phải suy nghĩ chứ chị. Vậy là ông Tài không có cái tà rồi. Thế nên là em mới giận. Bây giờ Tài mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì nè cưng? Em muốn vợ em thay đổi là bớt gọi là tính gọi là lằng ngoằng. Mà em cái đến tính lúc khách người ta cần gấp mà tính lằng ngoằng là mệt lắm. Với lại mặt nghiêm túc mà em cái đừng có ấy. Mặt càng nghiêm túc càng hề nghe, chị nói cho em biết á. Đi làm mặt âm pin mà càng nghiêm túc càng hề đó, chị nói thiệt đâu, luôn á. Đâu có hề đâu, đó, nè, đó cái mặt nghiêm mà chị không cười sao được. Thực ra là vậy nè, chị thấy hai đứa tụi em bây giờ đang vui quá. Bây giờ là đang bắt đầu là phải cọ sát với nhau đó. Để coi là bạn này có cái gì mà chưa hợp với mình, bạn kia có cái gì mà mình còn thấy khó chịu. Thì thành ra là tụi em nên là có những cái trao đổi trực tiếp với nhau. Hai đứa phải mất một năm để mà có thể hòa hợp với nhau. Dạ. Đó, về mọi phương diện. Ok, xin cảm ơn hai bạn.